Chào các bạn. Hôm nay mình chuẩn bị thịt sườn để mình ướp và mình nướng thịt xong rồi ăn cơm tấm. Thì sườn này là sườn cốt lết nè các bạn. Bây giờ mình cái thịt này á là mình mua thịt đông lạnh. Sau khi mình đã xả ra cho nó hơi mềm rồi, nó đã tan nước đá rồi, thì mình chuẩn bị, ở phía dưới cái dĩ nó còn nước đá nè, mình chuẩn bị pha nước để mà rửa thịt sườn. Thì thường thường á, cái thịt đông lạnh á, như mấy người bên Việt Nam mới qua ăn á, nói là nó có mùi hôi. Thành ra mình rửa bằng cách là rửa với baking soda. Mình sẽ pha baking soda với hai dĩ sườn này thì mình nhắm chừng chắc cỡ muỗng ăn canh baking soda và chắc khoảng nửa cái này là mình cũng không cần pha đặc quá, nửa chén giấm. Thì các bạn thấy khi mà baking soda nó vô cái giấm nó sủi bọt chị đó. Và mình dùng cái muối rửa đồ ăn, cái muối mặn này nè, muối mặn rửa đồ ăn này nè, mình sẽ đổ vô đây một ít muối, vì thịt nó còn lạnh cho nên mình phải ngâm bằng rửa bằng nước thiệt là lạnh nha các bạn. Nếu mà thịt còn đang lạnh mà ngâm trong nước nóng á, nó sẽ bị bủng, nó sẽ không còn giữ cái chất tươi của thịt nữa, cho nên khi mình rửa đó, mình rửa bằng nước lạnh. Thì cái cách này nè là cái cách rửa thịt cho nó hết hôi rồi. Cái thau nước lạnh này nè các bạn mới đổ vô trong cái thịt này nè, mình phải đổ thêm nước lạnh cho nó hơi ngập một tí. Mình ngâm khoảng 15-20 phút gì đó, chừng nào mình thấy cái máu của thịt đó, nó ra hơi hồng hồng trong đây đó, thì mình phải vớt lên để ráo và mình mới đi ướp. Mình làm cái cách này là thịt nó sẽ không bị hôi thịt nè. Sau khi đã ngâm được khoảng 15-20 phút đó, các bạn thấy nó nhả cái nước máu hồng hồng đó nè. Bây giờ mình vớt cái này ra đây và mình rửa thêm lại 3 lần nước lạnh nữa. Và mình để thiệt ráo. Thì trong thời gian chờ thiệt ráo đó, mình đi chuẩn bị đồ ướp nha. Thì trong thời gian mà chờ đợi thịt nó thiệt là ráo nước đó các bạn, mình chuẩn bị gia vị ướp thịt. Ở đây là 2 muỗng ăn canh mật ong, 2 muỗng canh lùm mật ong. Mình xài 1 muỗng đường cát trắng. Mình xài mật ong để cho một hồi nó ngọt nhưng mà nó không có dễ bị cháy. Và mình xài 1 muỗng bột nêm gà. Mình xài 2 muỗng tỏi băm, trong đó gồm có dầu luôn. Mình xài tỏi băm hơi nhiều một chút, 2 muỗng vuông tỏi băm. Và mình xài 2 cái củ hành tím. Củ hành tím này mình cũng băm mà mình không có băm nhuyễn quá, tại vì nếu băm nhuyễn quá một hồi á, nó dính vô trong thịt á, mình nướng nó dễ bị khét lắm. Mình chỉ cho nó vô trong cái nước cho nó thơm thôi. Thì nếu mà các bạn muốn đem đi đâm trong cái cối với cái chài cũng được, nhưng mà bên đây thì mình làm vậy đi cho nó nhanh. Rồi mình cho khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, tại mình thích hơi thơm thơm mùi tiêu. Mình cho vô 1 muỗng cà phê sả. Sả này còn hơi đặc chút xíu, mình lấy thêm. Và mình cho vô nửa muỗng cà phê ớt bột. Cái ớt bột này giúp cho cái màu thịt nướng nó, cái mùi thịt nướng nó thơm và cái màu thịt nướng nó đẹp. Mình cho vô 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê nước tương, 2 muỗng cà phê dầu hào.
với số lượng là khoảng chừng 10 miếng thịt sườn, 10 miếng chắc cỡ 1 ký quá. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều lên, quậy cho tan lên, và một chút nữa khi mà thịt nó ráo rồi mình ướp. Mình phải thêm sả vô. Và khi mà các bạn đã hòa tan được cái nước mắm, nước tương, dầu và tất cả các thứ nãy giờ đó, thì có một cái bí quyết nữa. Bí quyết nha các bạn, của nhà hàng ở New York. Cô bạn của mình ngày xưa, trước khi mà cổ đi làm chung với mình đó, là cổ làm nhà hàng, là cho vào baking powder. Baking powder trong bột nêm thịt sẽ làm cho thịt mềm. Thì mình cho một muỗng lưng cà phê. Các bạn biết tại sao không? Khi mà nhà hàng đó họ bán thịt nướng đó, thịt nướng của họ rất là mềm. Họ nướng xong rồi cho mình mua về nhà ăn, để tủ lạnh, qua hôm sau thịt cũng vẫn mềm. Tại vì thường đó, khi mà mình sử dụng cái thịt sườn cốt lết đó các bạn, mình nướng lên hay bị khô cứng lắm. Thì ra là họ cho vô một ít baking powder, cho nên khi cái miếng thịt nướng lên đó là rất là mềm, là ngon. Cho nên mình cũng biết nấu bếp, nhưng mà mình ăn thì lại không ngon như thịt của nhà hàng nó bán đem về. Rồi khi đã ướp vô một ít như vậy nè, thì các bạn thử đem đi nướng coi thịt có mềm không nghe. Nhưng mà mình đã thử rồi, mềm ngon lắm đó các bạn. Nó không có bị khô, nó không có bị cứng. Rồi thịt đã ráo rồi, thì bây giờ mình muốn cho nó thiệt ráo đó, mình chuẩn bị mang bao tay vô ướp. Bởi vì hành, tỏi, bột ớt này kia đó phải ướp bằng bao tay vô từng miếng thịt mới ấm, mới thấm. Thì bây giờ đó, để chắc ăn cho nó khô đó, mình dùng nghề giấy lau nhà bé bao tì đó, mình tẩm cho nó hết nước. Mình tẩm cho hết nước, để vô cái nào mà các bạn muốn ướp đó, bắt đầu mình tẩm cho hết nước đi. Và để cho chắc ăn là cái miếng thịt này nó sẽ thật là thấm. Bởi vì mình kiểu mà nướng trong vòng, làm trong vòng ăn liền á, mình chỉ ướp 2 tiếng thôi. Thì mình dùng cái cây này nè các bạn, mình đập thịt ra. Thì một hồi nữa mình ướp á, nó sẽ thấm lắm. Mà hãy nó thấm với đập như vậy nè, thịt nó cũng mềm nữa đó các bạn. Đó, các bạn lần lượt đập hết những cái miếng thịt sườn đó. Đập vậy nè, đập vậy, thật ra nó không có rách thịt, nó chỉ làm cho mềm thôi. Đập xong rồi mình mới tẩm đồ ướp vô. Rồi sau khi đã đập hết cái số thịt này rồi, thì bây giờ mình ướp thôi. Mình sẽ dùng cái nước ướp thịt đó, mình tha hết hai bề của miếng thịt. Bây giờ trước tiên là mình cứ tha đi, rồi một hồi nữa nếu mà nó dư cái nước ướp đó, mình đổ lên thêm đó. Thì các bạn cứ để nó chồng lên miếng này nè, ít có dính tay một chút nè. Đó, ướp một hồi nữa cái nước này sẽ dư nữa thì đổ vô thêm. Nhưng mà mình ướp với cái này đó, mình cũng không muốn cho nó mặn lắm, tại vì mình ăn với cơm tấm đó, thì mình sẽ ăn với nước mắm. Rồi lần lượt các bạn tha hết tất cả các miếng thịt nha các bạn, ướp. Rồi đó, sau khi mà mình đã tho hết hai mặt của từng miếng thịt rồi đó các bạn, thì với cái số đồ ướp này còn dư lại có chút xíu nè phải không các bạn, mình đổ vô thêm. Và mình dùng bao tay đó, mình trộn đều thêm lên để cho nó thấm. Và mình ướp khoảng 2 tiếng là mình có thể nướng lên ăn được rồi. Thì trong thời gian mà chờ thịt thấm đó, các bạn đi chuẩn bị đồ chua hoặc là nấu cơm tấm đi, thì 2 tiếng sau là mình có thể nướng thịt được rồi. Sau khi đã ướp khoảng 2 tiếng hay 3 tiếng cũng được, thì mình đem ra mình nhấp như vậy nè các bạn. Đáng lẽ hồi lúc ướp đó mình nhấp trước á, nhưng mà mình quên. Để muốn cho miếng sườn khi mà nó nướng á, nó thẳng thớm ra đó, là mình nhấp nhẹ nhẹ cái rìa, với lại mình nhấp ngay chính giữa. Tại thường thường các bạn thấy không, khi mà miếng thịt sườn mình nướng á, nó hay quíu lại lắm. Nó quíu lại rồi nó dảnh lên, nó không có thẳng ra miếng sườn. Thành ra khi mà để lên dĩa cơm, nó nhìn nó không ngon, với lại nướng nó sẽ không đều.
Thì bây giờ mình đem ra mình nhấp mấy cái rìa gân này nè, tí xíu, và nhất là chính giữa mình dùng kéo mình nhấp tí xíu là mình sẽ, khi mà nướng nó sẽ xòe thẳng ra, nó xòe thẳng miếng sườn ra, mình để trên dĩa ngon lắm các bạn, nhìn thấy nó ngon lắm. Và khi mà nó không có quíu lại đó, mình nướng nó sẽ thấm chính giữa hơn, nó vàng hơn. Rồi thì bây giờ mình để vậy, mình cho vô lò nướng nha các bạn. Vì nướng bằng lò điện với lò ga nó không có ra cái màu vàng đẹp giống như là mình nướng than. Cho nên cái nước mà ướp thịt còn lại nè các bạn, mình mới thấm một tí xíu đường cánh gián lên. Mình pha vô đây và một chút, gần xong thịt nó đã chín rồi đó. Mình phết lên cho miếng thịt nó màu vàng nó coi ngon. Rồi các bạn, trong khi mà mình nướng thịt á, cái thời gian mà mình bỏ thịt vô lò nướng, mình đã đi nấu cơm tấm, mình làm nước mắm. Và thế là bây giờ mình đã xong rồi cái món thịt nướng ăn với cơm tấm. Mà thịt nướng đó các bạn thì mình ăn thử đó, mềm mại, ngon, rất là vừa ăn. Với cái liều lượng nước sốt mà mình làm để mà mình ướp đó thì không có dư miếng nào hết, vừa dặn với những miếng sườn này. Thì các bạn hãy thử làm sườn nướng với cái bí quyết là bỏ baking powder vô để mà cho cái miếng thịt nó giữ mềm mại qua ngày hôm sau, cho dù là các bạn có để trong tủ lạnh giống như là mình mua ở nhà hàng vậy. Rồi mình chúc các bạn ngon miệng, và nếu các bạn cảm thấy thích cái kênh của mình, hãy đăng ký chuông để mà đăng ký kênh giùm mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.